Thưa quý vị, tuyến đường Nguyễn Thái Học dài hơn 1,5 km trên địa bàn phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa luôn trong tình trạng nắng bụi mưa lầy và được xem là tuyến đường đau khổ nhiều năm giữa thành phố Biên Hòa. Hơn ai hết, hàng ngàn người dân ở phường Trảng Dài đang mong chờ tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, do tình trạng đường xuống cấp trầm trọng với nhiều ổ voi, ổ gà khiến việc lưu thông đi lại rất khó khăn, thậm chí thời gian gần đây nhiều người dân đã lựa chọn đi đường vòng qua các tuyến đường khác để đi làm, đưa con đi học, cho dù quãng đường xa gấp 2 đến 3 lần đi trên tuyến đường này. Bây giờ mưa thì nó sình, nắng thì nó bụi, mưa thì xuống không thấy đường đi để chạy, học sinh thì té lên thì xuống hoài, già cả tôi đi cũng té, sụp ổ gà té hoài vậy đó. Theo cô thì giờ đường ở đây xuống cấp nhiều quá, mà dân ở đây buôn bán rất là khổ, người đi cũng khổ. Đây là cái đường đi học của học sinh đi hàng ngày á, nên là đi khổ lắm. Các cháu đi cũng khổ mà người dân cũng khổ. Mưa gió là nước vào trong nhà, nước ngập cả lên đường á. Chỗ nào cũng ổ gà, các cô thường xuyên phải đắp bằng đá. Cứ thuê xe để đắp đá hàng năm, các cô phải mất triệu vài triệu tiền để đắp đường trước nhà mà vẫn cứ hư. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã chấp thuận chủ trương giao ban quản lý dự án thành phố làm chủ đầu tư nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thái Học, quy mô dự án chiều dài 1.550m, chiều rộng 9m, cùng hệ thống thoát nước hai bên đường, di dời điện trung hạ thế với tổng kinh phí đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao phòng quản lý đô thị phối hợp với các bên liên quan thực hiện các bước đo vẽ bản đồ hiện trạng, xác định ranh giới để địa phương vận động người dân di dời vật kiến trúc. Giao phòng quản lý đô thị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, trình thẩm định phê duyệt, đồng thời giao Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài kiểm tra, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm ranh giới.